Chào các bạn đã trở lại với chương trình học tiếng Anh của chúng ta. Hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục cái bài học về sự so sánh cấp nhất, superlative. Vừa rồi chúng ta đã học cái hình thức so sánh cấp nhất ở tính từ ngắn. Chúng tôi ví dụ một cái ví dụ sau đây. Ở hình thức so sánh cấp nhất của tính từ ngắn, she's the kindest person I know. She's the coldest person I know. Cô ấy là người lạnh lùng nhất mà tôi được biết. Như vậy, ở đây chúng ta có tính từ ngắn là cold. Cold. Như vậy, ở trước tính từ ngắn là chúng ta có chữ the, và cái chữ cold này ở hình thức so sánh cấp nhất của nó chúng ta cộng yếu tố này. Như vậy chúng ta sẽ có công thức là the cộng cho tính từ ngắn, tức là short adjective. Short adjective. Và short adjective đây là cold. Cold. Chúng ta cộng yếu tố est nữa. Est. Như vậy đây là cái công thức khi chúng ta muốn nói ở dạng so sánh cấp nhất ở tính từ ngắn. Bây giờ chúng ta sẽ coi cái hình thức so sánh cấp nhất của tính từ dài như thế nào nhé. Chúng ta coi câu này. He's the most talented person we know. Ở đây chúng ta có từ talented. Talented là có năng lực, có tài. Đây là tính từ dài. Ba âm tiết. Talented là tính từ dài. Câu này có nghĩa là anh ấy là người có năng lực nhất mà chúng tôi được biết. Anh ấy là người có tài nhất mà chúng tôi được biết. Như vậy ở đây chúng ta có từ talented là tính từ dài. Tính từ dài. Tính từ dài trong tiếng Anh gọi là long adjective. Chữ adjective chúng tôi viết rút gọn. Đây là tính từ dài. Tính từ dài. Như vậy, trước tính từ dài này chúng ta thấy có chữ the most. The most. Như vậy, đối với tính từ dài thì ở hình thức so sánh cấp nhất của nó chúng ta dùng chữ the most. The most. Đi phía trước tính từ dài đó. Đi. Khi chúng ta muốn nói ở dạng so sánh cấp nhất. He's the most talented person we know. Bây giờ chúng ta xem một cái câu này đó. Lan là người đẹp nhất mà chúng tôi được biết. Thì chúng ta sẽ có như thế này. Ví dụ 3 nhé. Lan is the most beautiful person we know. Như vậy, ở đây chúng ta có từ beautiful là tính từ dài. Thì ở hình thức so sánh cấp nhất chúng ta dùng chữ the most đi trước tính từ đó. The most đi trước tính từ dài. Như vậy, Lan is the most beautiful person we know. Lan là người đẹp nhất mà chúng tôi được biết. Như vậy, nói tóm lại, ở hình thức so sánh cấp nhất của tính từ dài thì chúng ta dùng chữ the most đi phía trước tính từ dài đó khi chúng ta muốn nói ở dưới hình thức so sánh cấp nhất. Như vậy, bây giờ chúng ta sẽ vào cái mẫu câu nó xuất hiện cái hình thức so sánh tính từ dài. Và bây giờ các bạn cùng với chúng tôi hãy nhìn lên trên bảng nhé. Đây là cái mẫu câu của chúng ta ngày hôm nay. Nó xuất hiện cái hình thức so sánh cấp nhất đi với tính từ dài. I think your grandmother is very energetic. Tôi nghĩ bà nội của bạn. Chữ này có nghĩa là bà nội hoặc là bà ngoại. I think your grandmother is very energetic. Tôi nghĩ bà nội của bạn rất là khỏe mạnh. Energetic, đây là tính từ dài. Tính từ dài. Energetic. Bốn âm tiết. Energetic. Như vậy, ở hình thức so sánh cấp nhất của nó thì chúng ta thấy chữ the most. The most. She certainly is. Chắc chắn là bà ta như thế rồi. She's the most energetic person I know. Bà ấy là người khỏe mạnh nhất mà tôi được biết. Như vậy ở đây chúng ta có từ energetic, là tính từ dài. Hình thức so sánh cấp nhất chúng ta thấy có chữ the most đi phía trước nó. Nhắc lại cái mẫu câu này một lần nữa nha các bạn. I think your grandmother is very energetic. Tôi nghĩ bà nội của bạn rất là khỏe mạnh. She certainly is. She's the most energetic person I know. Bà ấy là người khỏe mạnh nhất mà tôi được biết. Bây giờ các bạn nhắc lại theo tôi những từ này.
grandmother, grandmother, energetic, energetic. Chúng ta nhấn vần thứ ba, chữ này khỏe mạnh. Energetic, energetic. Certainly, certainly. Rồi, bây giờ các bạn nhắc lại theo tôi nhé. I think your grandmother is very energetic. She certainly is. She's the most energetic person I know. And now again. I think your grandmother is very energetic. She certainly is. She's the most energetic person I know. Và bây giờ các bạn hãy nhìn lên trên bảng nhé và theo dõi những tình huống mà chúng tôi gợi ý ra cho các bạn để chúng ta nói theo mẫu câu ở bên trên mà vừa rồi chúng tôi đã cung cấp cho các bạn. Bây giờ chúng ta nhìn vào cái câu số 1. I think your son is very polite. Chúng ta có từ polite là lịch sự. Tôi nghĩ con trai của bạn rất là lịch sự. Polite, đây là tính từ dài. Tiếp theo, chúng ta nhìn câu số 2. I think John is very stubborn. Chúng ta có từ stubborn là bướng bỉnh, ương ngạnh. Tôi nghĩ John rất là bướng bỉnh. Bây giờ chúng ta sẽ nói như theo trên mẫu câu là chắc chắn cậu ta là như thế rồi. Cậu ta là người bướng bỉnh nhất mà tôi được biết. Thì chúng ta nói giống theo mẫu câu. Như vậy, stubborn cũng hai âm tiết và đây là tính từ dài. Tiếp theo, chúng ta xem câu số 3. I think your English teacher is very patient. Tôi nghĩ thầy giáo tiếng Anh của chúng ta, cô giáo tiếng Anh của chúng ta rất là kiên nhẫn. Rất là nhẫn nại. Patient là nhẫn nại, kiên nhẫn. Cũng là tính từ dài. Số 4. Tôi nghĩ em gái của bạn rất là có năng lực, có tài. Talented, tính từ dài. Tiếp theo. I think your older sister is very bright. Chúng ta có từ bright là hoạt bát, nhanh nhẹn. Đây là tính từ ngắn chứ không phải là tính từ dài. Nhưng mà người ta cho vào đây để xen kẽ chúng ta nói. Thì khi chúng ta gặp cái tình huống này thì chúng ta sẽ nói như cái mẫu câu phía trước đây mà chúng tôi đã cung cấp cho các bạn. Tiếp theo. I think your upstairs neighbor is very noisy. I think your upstairs neighbors is very noisy. Tôi nghĩ chúng ta có từ neighbor là người hàng xóm các bạn. Upstairs là sống ở trên lầu. Upstairs neighbors là người hàng xóm ở trên lầu. Rất là gì? Noisy là ồn ào. Tức là hay lớn tiếng, hay gây náo loạn. Thì cái người đó lại sống rất là ồn ào. Chúng ta có từ noisy, đây là tính từ ngắn luôn. Tiếp theo. I think your downstairs neighbors is very boring. Là người hàng xóm ở dưới lầu các bạn. Và chúng ta có thể tính từ đây là boring, là buồn chán. Buồn chán. Như vậy tôi nghĩ người hàng xóm sống ở dưới lầu của bạn rất là buồn chán. Tiếp theo. I think your twin brothers are very nice. Chúng ta có từ brothers là anh hoặc em trai. Ở đây có S, chúng ta hiểu đó là số nhiều. Như vậy, twin brothers là anh em song sinh. Anh em song sinh, chữ twin này là song sinh, sinh ra cùng một lúc đó các bạn. Như vậy, twin brothers là tôi nghĩ anh em song sinh của bạn, hay là hai người em song sinh của bạn rất là tử tế. Như vậy, brothers vừa là em mà cũng vừa là anh. Tiếp theo. I think your grandfather is very generous. Chúng ta có từ generous là hào phóng. Hào phóng, rộng rãi. Tiếp theo. I think water is very stingy. Stingy là keo kiệt, bủn xỉn. Đây là tính từ ngắn nhé. Tiếp theo. I think your girlfriend is very honest. Tôi nghĩ người bạn gái của bạn rất là chân thật. Honest là tính từ dài. Honest. Như vậy, chúng tôi đã giải thích cho các bạn cái ý nghĩa những cái tính từ. Và trong quá trình nói, nếu mà chúng ta gặp tính từ ngắn thì chúng ta sẽ nói
giống như mẫu câu vừa rồi chúng tôi đã cung cấp cho các bạn. Còn nếu mà tính tỉ dài thì chúng ta sẽ nói theo như mẫu câu ở bên trên vừa rồi chúng tôi đã cung cấp. Và đây là những cái tính từ mà chúng tôi đã lọc ra và các bạn cần ghi xuống nhé để nhớ. Polite là lịch sự. Polite. Stubborn là bướng bỉnh, ương ngạnh. Stubborn, bướng bỉnh, ương ngạnh. Patient là kiên nhẫn, nhẫn nhục, cái từ này. Patient. Tiếp theo, talented là có năng lực, có tài. Bright là hoạt bát, lanh lợi. Noisy là ồn ào, tức là sống ồn ào đó các bạn. Boring là buồn chán. Nice, tử tế, tính từ ngắn. Generous, generous, quảng đại, rộng rãi, hào phóng. Stingy, keo kiết, bụng xỉn. Honest, chân thật, thành thật. Cái chữ này, hát này, chúng ta không có đọc nó hát câm, silent sound. Chúng ta đọc là honest, honest. Các bạn nhắc lại cho tôi những cái từ này một lần nữa nhé. Polite, polite. Stubborn, stubborn. Patient, patient. Talented, talented. Bright, noisy. Boring, nice. Generous, generous. Stingy, honest, honest. Và bây giờ trước khi đi vào practice speaking, tức là tập nói đó các bạn, thì các bạn hãy nhắc lại theo tôi những cái câu này một lần nữa trước khi chúng ta gắn nó vào trong mẫu câu nhé. I think your son is very polite. I think your son is very polite. I think John is very stubborn. I think John is very stubborn. I think our English teacher is very patient. I think your younger sister is very talented. I think your younger sister is very talented. I think your older sister is very bright. I think your older sister is very bright. Câu số 6 nhé. I think your upstairs neighbors is very noisy. I think your upstairs neighbors is very noisy. Câu số 7 nhé. I think your downstairs neighbors is very boring. I think your downstairs neighbor is very boring. I think your twin brothers are very nice. I think your twin brothers are very nice. I think your grandfather is very generous. I think water is very stingy. I think water is very stingy. I think your girlfriend is very honest. I think your girlfriend is very honest. Chúng ta hãy nhìn lên những tình huống gợi ý này nha các bạn. Ở câu số 5, câu số 6, câu số 8 và câu số 10. Những cái câu này nó xuất hiện tính từ ngắn thì chúng ta sẽ nói theo tính từ ngắn. Và cái tính từ ngắn, cái mẫu câu mà nói ở hình thức so sánh cấp nhất của tính từ ngắn vừa rồi đó, chúng tôi đã cung cấp cho các bạn. Như vậy ở đây tình huống được đưa vào lộn xộn. Nếu mà tính từ ngắn thì chúng ta nói theo tính từ ngắn. Tức là the cộng cho tính từ cộng est
Còn tính từ dài chúng ta dùng chữ the most đi phía trước tính từ dài nha. Bây giờ chúng ta sẽ tiến hành làm. I think your son is very polite. He certainly is. He's the most polite person I know. Tôi nhắc lại hình thức so sánh cấp nhất nha các bạn. Câu cuối cùng. He's the most polite person I know. Câu số 2. I think John is very stubborn. He certainly is. He's the most stubborn person I know. I think our English teacher is very patient. She certainly is. She's the most patient person I know. I think your younger sister is very talented. She certainly is. She's the most talented person I know. I think your older sister is very bright. She certainly is. She's the brightest person I know. The brightest person I know. Hình thức so sánh tính từ ngắn nha các bạn. Tôi nhắc lại cái câu này. She's the brightest person I know. I think your upstairs neighbor is very noisy. She certainly is. She's the noisiest person I know. I think your downstairs neighbor is very boring. He certainly is. He's the most boring person I know. I think your twin brothers are very nice. They certainly are. They are the nicest people I know. Tôi nhắc lại cái câu này. They are the nicest people we know. We know hay là I know gì cũng được. I think your grandfather is very generous. He certainly is. He's the most generous person I know. I think water is very stingy. He certainly is. He's the stingiest person I know. I think your girlfriend is very honest. She certainly is. She's the most honest person I know. Như vậy, vừa rồi các bạn cùng với chúng tôi đã tập nói những tình huống mà chúng tôi đã gợi ý ra cho các bạn theo cái mẫu câu mà chúng tôi đã cung cấp. Và các bạn có thể mở cái video này nhiều lần và chúng ta có thể nhắc lại. Lúc đầu chúng ta có thể nhắc chậm, sau đó chúng ta có thể đẩy nhanh cái tiến độ lên, nói nhanh hơn. Dĩ nhiên là trong quá trình học thì chúng ta cũng gặp những tình huống khó khăn. Nhưng mà tôi nghĩ là nếu các bạn theo dõi kỹ thì các bạn có thể khắc phục được những cái khó khăn đó. Chúng tôi nghĩ rằng các bạn sẽ khắc phục được và sẽ nói tiếng Anh một cách trôi chảy. Và cái video này của chúng tôi các bạn có thể mở ra nhiều lần để theo dõi nhé. Nếu có vấn đề gì mà các bạn không hiểu thì các bạn có thể comment ở phía dưới và chúng tôi sẽ kịp thời trả lời cho các bạn. Như vậy, bài học hôm nay của chúng ta tạm dừng ở đây. Hẹn các bạn vào cái video tiếp theo nhé. Thân ái chào các bạn.